Hello anh em, lại là Góc Anime đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim có chút tâm linh nhưng thấm đẫm tình yêu thương gia đình. Dù người thân quanh ta có ra đi thì họ vẫn luôn yêu quý và dõi theo chúng ta. Không để các bạn đợi thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ba giọt nước từ trên trời rơi xuống đầu Momo nhưng cô không để ý lắm. Bây giờ Momo cùng mẹ đang chuyển về đảo Shiojima sống cùng ông bà ngoại. Khi Momo và mẹ di chuyển đến ngôi nhà mới, ba giọt nước ấy cũng lặng lẽ đi theo sau, trái ngược với sự vui vẻ của mẹ khi nhìn thấy ngôi nhà ấy. Momo thốt lên hai từ quê quá. Trong lúc mẹ và ông bà ngoại nói chuyện cười đùa với nhau, Momo chỉ ngồi im lặng một mình. Ông ngoại nhắc cô nhớ chú ý bệnh hen suyễn của mẹ. Bất chợt có một ông chú đến đưa thư và nhận ra mẹ Momo. Cả hai vui vẻ hỏi thăm nhau còn Momo vẫn không nói gì cả. Bà ngoại nhờ cô đưa hành lý lên trời. Ủa, có gì đó sai sai. Hóa ra trời theo ý bà ngoại là căn phòng áp mái. Ở đây khá bừa bộn vì có rất nhiều đồ. Momo vô tình phát hiện ra cuốn sách có tên Đề phòng quỷ dữ, cuốn 1. Bà ngoại kể cụ cô rất thích sưu tầm những loại sách như vậy. Cô bé mở cuốn sách ra thì thấy những hình thú minh họa kỳ dị và đáng sợ. Lúc cô bé rời căn phòng, ba giọt nước cũng nhẹ nhàng chui vào chiếc hộp chứa cuốn sách ấy. Momo chán nản khi biết mẹ cô sẽ đi học văn bằng 2 sớm hơn dự tính. Vậy là cô bé sẽ phải ở đây một mình. Nghĩ đến vùng quê yên bình đến chán ngắt này, Momo càng muốn quay trở lại thành phố Tokyo náo nhiệt. Cô bé đọc lá thư dở dang chỉ có 3 chữ gửi Momo. Lá thư này do bố cô viết trước khi bố qua đời vì tai nạn khi đang đi công tác. Momo nhớ lại lần cãi nhau cuối cùng của cô và bố. Cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai bố con luôn. Cô bé đã có những lời nói hỗn hào với bố, và bây giờ Momo không còn cơ hội để nói chuyện cũng như xin lỗi bố nữa. Cô và mẹ chuyển về đây sống cùng ông bà cũng vì sự ra đi của bố. Trong lúc đang chìm đắm vào những ký ức bi thương, cô bỗng nghe vài tiếng động kỳ lạ ở trần nhà. Khi đi siêu thị, cô làm quen được với hai anh em nọ. Chính xác hơn là mẹ cô chủ động chào hỏi họ để giúp cô kéo gần khoảng cách với những người bạn nơi đây. Trong khi người mẹ nhờ Yota dẫn cô đi chơi cùng, thì Momo lại e ngại đứng sau lưng mẹ. Cuối cùng chỉ có Yota cùng em gái Umi đi chơi cùng lũ bạn. Lúc tiễn mẹ lên tàu, Momo nhìn thấy một con quỷ nhỏ cũng theo sau. Cứ nghĩ mình hoa mắt, cô bé định nhìn lại lần nữa thì cửa tàu đã đóng. Trở về nhà, cô nghiên cứu cuốn sách quỷ dữ ấy. Bỗng Momo nghe vài câu nói từ dưới nhà vọng lên, nhưng cô chợt nhớ ra bản thân đang ở nhà một mình. Cùng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, thì ra là thợ đến lắp điện thoại. Sau khi người thợ ấy về, cô liền đi xuống bếp và thấy vài hộp thức ăn đã bị chén sạch. Bỗng cô bé nghe ai đó gọi tên mình liền hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Vừa quay đầu lại thì thấy hai con quỷ đang đuổi theo mình. Cô cứ chạy mãi rồi dừng chân ở một con hẻm và gặp Yota. Cậu bạn dẫn Momo đi coi thuyền rơm, nhưng cô lại không hứng thú chút nào. Mãi đến khi mẹ về, cô bé mới sợ hãi nấp sau lưng mẹ trước khi vào nhà. Bỗng cô cảm giác có ai đó chạm vào chân mình, thì ra là một con quỷ. Momo hét ầm lên và nói cho mẹ, thế nhưng mẹ lại không thấy gì cả và không tin cô bé. Cảm giác chán nản ngày một lớn dần, Momo liền đòi mẹ chuyển nhà đi chỗ khác, và dĩ nhiên mẹ không đồng ý rồi. Hôm sau mẹ cô bé lại ra ngoài để theo đuổi sự nghiệp. Còn Momo thì đang nằm chán nản ở trong phòng. Vẫn như mọi hôm, cô lại nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy con quỷ. Momo sợ hãi liền chạy ra khỏi nhà thì gặp Yota và Umi. Hóa ra anh em họ đến rủ cô đi nhảy cầu. Nhìn các bạn lần lượt bay được và tận hưởng cảm giác vui sướng khi đắm mình trong dòng nước mát, Momo lại sợ hãi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô bé vẫn chọn bỏ cuộc. Thế nhưng Momo không về nhà ngay mà đi lang thang khắp nơi. Đột nhiên trời mưa to như chút nước. Trong khi trú mưa, cô lại nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy con quỷ. Sấm chớp đùng đùng giúp cô bé nhìn rõ hình dáng bọn chúng, thậm chí còn có hình bóng phản chiếu trên tường. Một con quỷ mập và một con gầy gầy đang ăn ngấu nghiến thức ăn. Chúng còn thảo luận về đồ ăn nơi đây. Momo nhìn chằm chằm bọn chúng đến đứng hình. Bỗng một con quỷ nhỏ chạy đến ngồi vào lòng cô, mặt đối mặt với cô. Ôi giời đất ơi là đất ơi. Cô bé hoảng sợ bỏ chạy lần nữa, để lại ba con quỷ ngơ ngác và thắc mắc, không hiểu sao cô lại thấy được bọn chúng. Momo về đến nhà thì thấy ông ngoại than thở, vườn quýt lại bị phá hoại nữa rồi. Ông lấy đồ ăn cho Momo và giải thích những hình thù trên bức tranh. Chúng là thần hộ mệnh, ban đầu được coi là thần, nhưng sau đó bị đày xuống làm yêu quái, ma quỷ. Ông còn kể cụ cố của cô cũng từng nhìn thấy chúng khi còn nhỏ, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết, nếu không những hậu quả đáng sợ sẽ xảy ra. Ông ngoại còn khuyên cô nên tỏ ra can đảm, nếu sợ hãi sẽ bị bắt đi. Khi Momo tỉnh dậy thì mẹ đã ra đồng phụ ông bà. Bởi vì sắp có người đến đưa bưu phẩm nên cô lại phải ở nhà một mình. Một âm thanh lạ lùng mà quen thuộc lại vang lên. Momo đành phải giả vờ ngủ. Ba con quỷ muốn nói chuyện với cô, nhưng cô lại kích động không thôi. Bọn chúng bị phong ấn trong cuốn sách quỷ, nhờ cô mở cái hộp đấy ra nên chúng đã được giải thoát. Quỷ gầy vô tình làm rơi tấm thẻ bài và bị Momo nhặt được. Nếu tấm thẻ ấy bị bẻ ra làm hai, nó sẽ không được công nhận là quỷ nữa. Nắm được điểm yếu của bọn chúng, cô liền yêu cầu chúng phải biến khỏi nhà cô ngay lập tức. Nghĩ đến tấm thẻ bài vẫn ở trong tay Momo, hai con quỷ thấy cô còn đáng sợ hơn cả yokai. Quỷ mập cho rằng lúc bọn nó hạ giới đã rơi trúng đầu cô, đó là lý do mà cô thấy được chúng. Nghĩ về quá khứ huy hoàng, chúng càng quyết tâm lấy lại tấm thẻ cho bằng được. Ở chỗ nghỉ ngơi, mẹ cô và bà ngoại cùng nói chuyện. Bà tiếc nuối vì bố cô rất tốt nhưng lại ra đi quá sớm. Mẹ Momo vẫn lạc quan và nói đã cảm thấy ổn hơn trước nhiều. Bỗng mẹ cô vô tình bị sặc trà,
khiến bà ngoại nghĩ bệnh tình con gái lại tái phát. Chưa yên ổn được bao lâu thì Momo phát hiện ra lũ quỷ lại xâm chiếm nhà mình lần nữa. Quỷ mập thì đi vệ sinh, quỷ gầy thì bật TV xem bóng đá. Cô định bẻ gãy tấm thẻ bài, nhưng quỷ gầy thản nhiên nói, nếu cô làm thế bọn chúng sẽ chết. Dĩ nhiên một cô bé lương thiện như cô không đành lòng làm vậy. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp cho bọn chúng ở lại nhà mình, nhưng cấm chúng làm việc xấu nữa. Và Momo nhận ra mẹ cô thực sự không thấy được chúng. Cuộc sống giữa người và quỷ dưới một mái nhà cứ thế diễn ra. Dĩ nhiên có rất nhiều lần chúng khiến cô tức điên, Momo cũng uy hiếp chúng bằng tấm thẻ bài. Nghe có vẻ đối chọi gay gắt nhưng nhìn chung cũng khá hòa hợp. Một lần cô phát hiện ra quỷ nhỏ ăn trộm áo mưa của Umi. Thế là cô phải xoắn não nghĩ cách trả lại. Khi cô đang để chiếc áo lại vị trí cũ, thì quỷ nhỏ lại gây ra âm thanh lớn, khiến hai anh em nọ phải chạy xuống. Momo đành phải nói là mình đến đây để xin lỗi vì lần trước đã bỏ về. Và cô cũng phát hiện ra Umi cũng nhìn thấy bọn quỷ như cô. Nhưng Yota lại coi đó là sự kỳ lạ của em gái. Thỉnh thoảng bị vậy nên cậu cũng quen rồi. Nhìn bạn bè lần lượt bay được, cô cũng cố gắng thử, nhưng rồi lại thôi vì sự sợ hãi của cô quá lớn. Thế nhưng quỷ mập liền đẩy cô một cái, vừa lên bờ định mắng quỷ mập thì cô lại bị nó đẩy xuống lần nữa. Bằng sự hiểu biết của lũ quỷ, ở trên đảo này trừ cá ra thì cái gì cũng mất phí, nên chúng đành phải ăn trộm. Momo không muốn chúng dấn thân vào con đường tội lỗi nữa, đành dẫn chúng lên núi kiếm đồ ăn miễn phí. Giữa đường lũ quỷ nhìn thấy món khoái khẩu liền nhảy xuống ăn trộm một ít. Thế là bị đám lợn rừng đuổi theo lên đến tận đỉnh núi vì dám bắt con của chúng đi. Cuối cùng lợn rừng cũng đòi lại được con của mình, còn lũ quỷ thì tiếc hùi hụi vì tuột mất bữa ăn. Từ trên cao nhìn xuống, Momo ngạc nhiên khi thấy hòn đảo này cực kỳ rộng lớn và đẹp đẽ. Tối hôm ấy Momo lấy thức ăn đóng hộp cho lũ quỷ. Chúng vồ lấy ăn như hổ đói. Cô nói với mẹ không còn ghét hòn đảo này nữa, nhưng mẹ không trả lời vì đã ngủ say. Lũ quỷ bàn về công việc chúng đang làm, đó là bảo vệ Momo và mẹ cô. Đây là công việc không có khởi đầu hay kết thúc, cũng chẳng nhớ đã làm được bao lâu. Chúng chợt nhớ ra phải viết báo cáo, thế là quỷ mập liền giao việc cho quỷ nhỏ. Nhưng quỷ nhỏ tính lại hay quên và không biết viết chữ, nên quỷ mập lại phải làm luôn. Nó lấy đại tờ giấy trên bàn học Momo rồi viết, sau đấy là nghi lễ gửi báo cáo lên trời. Quỷ nhỏ còn rủ cô tham gia cùng, ban đầu cô không đồng ý nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhập hội. Bản báo cáo được gửi đi trong vòng một nốt nhạc, Momo cũng muốn gửi thư cho bố, nhưng rồi cô bé phát hiện ra lá thư của bố đã biến mất. Cô hỏi quỷ mập, nó hơi chột dạ rồi nói không biết. Sau đó cô lại nhớ ra mình quên một chuyện quan trọng không kém. Umi đã rủ cô đi nhảy cầu cùng anh em họ nhưng cô lại quên bén mất. Vì chờ cô quá lâu nên họ đành bỏ về. Trở về Momo thấy mẹ nói chuyện cùng chú đưa thư, vẻ mặt cô bé càng trở nên buồn bã. Momo phát hiện lũ quỷ lại ăn trộm đồ, không chỉ thế trong ấy còn có chiếc gương mà bố đã tặng cho mẹ. Cô và quỷ gầy liền giằng co với nhau, trong lúc hỗn loạn cả hai đã bị ngã, chiếc gương bị vỡ và gây ra âm thanh thu hút sự chú ý của mẹ. Khi nhìn thấy cảnh này mẹ không những không giận, trái lại rất lo lắng cho cô. Momo xin lỗi mẹ vì đã làm vỡ chiếc gương, thế nhưng mẹ an ủi cô bé, vỡ rồi thì thôi. Mẹ nhìn đống đồ trên sàn chỉ nghĩ là Momo đã ăn trộm. Dù biết rất khó tin nhưng Momo vẫn cố chấp nói với mẹ là do bọn quỷ làm. Thấy dáng vẻ dám làm không dám nhận của con gái, mẹ liền tát cô một cái. Momo cho rằng từ khi bố mất mẹ không còn như trước nữa, mẹ không quan tâm cô và cũng quên bố rồi. Nói xong liền bỏ ra ngoài. Lúc ấy bệnh hen suyễn của mẹ cô đột nhiên tái phát. May mắn là kịp thời dùng thuốc, Momo đứng bần thần ở biển, nơi mà bố cô thích nhất. Yota cố gắng nói vài chuyện cho cô vui nhưng lại vô tình chạm đến nỗi đau của cô. Trước khi đi Momo chỉ nói, bố mình mất rồi. Momo tâm sự với lũ quỷ. Vào hôm đầu tiên bố mẹ cô hẹn hò, hai người đã đi xem buổi hợp sướng mang tên Những Chú Bé Thành Viên. Cô vô tình phát hiện ra một buổi như thế vào đúng hôm kỷ niệm đám cưới của bố mẹ, nên đã nhờ mẹ mua 3 vé. Cả hai quyết định giữ bí mật. Ngày mà cô nói với bố thì ông lại bận công việc. Thế nhưng cô lại nói mình ghét bố. Đó có lẽ là câu nói khiến Momo hối hận nhất cuộc đời. Lũ quỷ thấy cô khóc như thế bèn xin lỗi rối rít. Quỷ mập cũng nói sự thật về lý do là thư mất tích. Chúng cũng tâm sự thật lòng với cô, do hồi xưa làm việc xấu nên bị trừng phạt, chúng phải mang hình hài đáng sợ và mất hết phép thuật. Chúng có nhiệm vụ bảo vệ mẹ con cô cho đến khi bố cô về trời hẳn. Khi ấy bố cô mới đủ khả năng để theo dõi gia đình. Tối hôm ấy trời mưa tầm tã, thấy con gái mãi chưa về, mẹ cô liền sốt ruột đi tìm, thế nhưng trên đường bệnh hen suyễn lại tái phát lần nữa. May có chú đưa thư kịp thời báo tin cho cô, bởi vì bác sĩ và y tá đang đi cấp cứu ở đảo khác. Cộng với thời tiết bão bùng nên họ không thể quay về ngay được. Bà ngoại vuốt lưng con gái thương xót nói, bởi vì mẹ cô đã chịu đựng trong thời gian dài cùng với cú sốc quá lớn, nhưng lại âm thầm chịu đựng không nói cho ai biết, phải can đảm lắm mới có thể chịu đựng được lâu như thế. Momo tìm những tấm ảnh mẹ cất, vào giây phút ấy Momo hiểu ra mẹ chưa từng quên bố, chỉ là mẹ cố gắng tỏ ra vui vẻ mà thôi. Cô nhờ ba con quỷ giúp đỡ nhưng chúng lại nói không đủ khả năng và sợ làm trái luật. Cô lấy tấm thẻ bài ra uy hiếp nhưng chúng vẫn không sợ. Cô đành cố gắng tự mình đi tìm bác sĩ để cứu mẹ, nhưng chú đưa thư ngăn cản cô vì quá nguy hiểm. Momo và Yota cầu xin sự giúp đỡ của chú ấy, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu. Ba con quỷ vẫn đang thảo luận sôi nổi, nếu như mẹ con cô có mệnh hệ gì thì chúng cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Lũ quỷ cố gắng nghĩ cách nhưng bất lực. Bỗng quỷ nhỏ nói, ở đây đâu chỉ có mình chúng ta. Hai con quỷ ồ lên như hiểu ra điều gì đó.
bởi vì thời tiết quá xấu, mưa to gió lớn lại thêm nhiều chướng ngại vật liên tục bay đến, khiến con đường của chú đưa thư và Momo ngày càng khó khăn, suýt nữa còn gây ra tai nạn. Hóa ra ba con quỷ kêu gọi bạn bè của chúng ở trong núi đến cùng giúp cô. Bọn chúng tạo thành một cái vòm chắn mưa gió quanh hai người, giúp con đường trở nên dễ đi hơn. Cơn bão đi qua, không khí yên bình trở về với hòn đảo, mẹ Momo cũng hồi phục lại sức khỏe. Còn lũ quỷ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Cô nhờ chúng gửi giúp cô lá thư đến bố, biết làm thế là phạm luật, nhưng chúng vẫn cố gắng giúp cô. Momo nhìn thấy quỷ gầy đang đeo một cái túi khổng lồ, hóa ra lại là đồ ăn trộm được. Thế nhưng lần này cô không mắng chúng nữa mà nhắm mắt cho qua. Bọn chúng biến thành làn khói trắng chui vào cuốn sách, sau đó ba giọt nước chui ra từ cuốn sách rồi bay về trời. Sau chuyện lần ấy, hai mẹ con cũng làm hòa và hiểu nhau hơn. Thay vì chịu đựng, họ nói cho nhau nghe những điều trong lòng. Cũng trong hôm ấy, bố Momo đã phản hồi thư cho cô bé. Ông vẫn luôn yêu quý và dõi theo hai mẹ con. Cuối phim, Momo vui vẻ đi chơi và bay cùng đám bạn. Trước khi nhảy cầu, cô ngừng đầu lên trời và nói: "Cảm ơn rất nhiều, giờ đây cô bé thực sự đã hòa nhập với mọi người. Không còn là cô bé cứ đòi về thành phố và chán ghét hòn đảo này nữa." Bộ phim miêu tả rất kỹ sự thay đổi tâm trạng của các nhân vật trong phim. Đặc biệt là Momo, từ hành động đến suy nghĩ, mọi thứ đều diễn ra một cách rất tự nhiên và thực tế. Vì vậy các nhân vật trong phim đều mang một nét tính cách rất đặc trưng lại gần gũi. Ông bà ngoại thì chịu thương chịu khó, luôn ân cần chăm sóc con cháu. Mẹ Momo luôn tần tảo hy sinh, âm thầm chịu đựng. Chú đưa thư vui vẻ, nhiệt tình luôn giúp đỡ mọi người. Yota và Umi tốt bụng thân thiện, còn Momo thì dũng cảm, đáng yêu và lương thiện. Tất cả các nhân vật ấy đã phác họa rõ nét bức tranh đời sống vùng quê yên bình và hiền hậu. Bộ phim hôm nay khép lại ở đây thôi. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ Góc Anime ra thêm nhiều phim mới bằng cách like và subscribe kênh nha. Bye bye!